Lỡ. Hôm nay tiếp tục chúng ta đến với cả âm ọ. Thực ra thì rất nhiều các em là hay bị nhầm lẫn âm này với cả âm ô, ô như chúng ta hay học đối với những bạn mà mới học lại tiếng Anh từ đầu. Thì để mà đọc được âm này thì việc đầu tiên là các em nhớ những từ mà chúng ta có những cái ký hiệu bí kíp để nhìn những từ như sau thì đọc được âm này này. Thứ nhất là các em nhìn thấy trong trong chữ ấy, trong cái từ đấy nó có chữ là chữ A với hai chữ L. Thứ hai là chữ A với chữ W. Và thứ ba là chữ A với cả chữ U. Thì ví dụ như chúng tôi lấy ví dụ từ Australia. Australia. Tiếp này. Autumn. Autumn. Rồi. Đấy, chúng ta có từ như ball. 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 Để đọc cái chữ O dài này, việc đầu tiên đó là kem mở miệng tròn. Lưỡi thả lỏng hạ thấp xuống. O. O. Kem nhìn phía nơi mà nó có hai dấu chấm ở cuối nên các em phải kéo nó đủ dài. O. 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 Nó là nguyên âm dài nên là kéo thật nó thật dài. O. Rồi, ok. Chúng ta có thể nhìn thấy một số từ như sau. Từ đầu tiên, ball, 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 call, 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 saw, 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 daughter, 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 talk, talk, talk. Before, before, để ý trọng âm, before, before. Chúng ta sẽ có một số câu luyện tập như sau. It's all wrong, it's all wrong. Is pause here long or short? Đây để ý là câu yes or no intonation, nên giai điệu nó phải là lúc nào cũng up. Is pause here long or short? Okay, thank you. Chúc em học tập tốt.